Nam mô Di Đà Phật. Thưa chư quý vị cùng chư đồng đạo thân mến, thưa quý vị, hôm nay thì ngày 17 tháng 5 niên Kỷ Hợi, để kính mừng ngày đại lễ 18 tháng 5 ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 80, thì nhóm thiện nguyện của chúng tôi có tổ chức một cái quầy hàng miễn phí, nước suối, sữa chua, khăn lạnh miễn phí, và để phục vụ cho tất cả quý bà con mình đi viếng ngày đại lễ, mọi người có được chai nước suối hoặc là một cái khăn lạnh để lau mặt cho mát, để bà con mình đến lễ Phật cũng như là đến tham dự cái ngày đại lễ của Đức Thầy. Đây là nhóm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vì muốn đóng góp vào một cái chương trình thiện nguyện để làm cho cái buổi lễ tăng thêm phần long trọng, cho nên chúng tôi đã tổ chức ra cái chương trình này. Hiện tại thì quầy hàng của chúng tôi nó đang nằm ở phía sau của chùa An Bà Tự, tức là cổng sau của chùa An Bà Tự. Vậy trân trọng kính mời quý vị mình cùng tham gia cũng như là đến để gieo duyên bằng những chai nước suối miễn phí nha quý vị. Đây là nước suối, nước suối này, nước suối lạnh luôn ha anh. Nước suối lạnh luôn à. Vậy sao? Rồi mời bà con mình đến dùng nước suối.